Tác phẩm thứ hai được giới thiệu trong số phát sóng kỳ này là một bài dự thi viết của tác giả sư cô Thích Nữ Huệ Như tại phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, có tựa đề Những số không vô giá. Có lẽ mấy tháng vừa qua sẽ là khoảng thời gian mà tôi không bao giờ quên được. Tôi muốn lưu giữ và mang theo những hồi ức này trong tâm trí, để mai sau khi ngồi xuống uống tách trà, kể lại cho thế hệ sau, dân ta đã đồng lòng đoàn kết chống dịch oai hùng như thế nào. Người ta thường bảo nhau rằng, trên đời này không có gì là vô giá cả, đời chẳng ai cho không ai thứ gì. Theo tôi thì vẫn có đấy chứ, người ta cho nhau rất nhiều nữa là khác. Những nơi bán nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm không đồng mọc lên mỗi ngày một nhiều, thậm chí còn lưu động khắp nơi. Tại đó, người bán không cần phải sao kê tính toán chuyện lời lỗ, người mua không cần phải trả một đồng nào cả. Nơi đó, người ta chỉ trao nhau những nụ cười hoan hỷ, ánh mắt rưng rưng chứa đựng lòng biết ơn, sự san sẻ và đồng cảm. Những gian hàng không đồng. Các gian hàng lớn nhỏ với nhiều tên gọi khác nhau, nào là phiên chợ không đồng, siêu thị không đồng, bữa ăn không đồng, nồi cháo không đồng, vân vân. Dù là biểu hiện nào, quy mô ra sao, thì tất cả những chương trình ấy đều chung mệnh giá không đồng. Khi mà sự nguy khó đang đè nén, gây áp lực như muốn bóp ngạt con người, khi mà việc mua được bó rau, quả trứng, ký gạo lại vô cùng khó khăn đối với nhiều người, chính tại lúc này, tình người trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tuy mệnh giá là không đồng, nhưng giá trị của nó không thể nào so sánh. Người ta có thể định giá một cách dễ dàng cho mọi cuộc giao dịch, mọi vật vô tri vô giác. Duy nhất có một thứ người ta không thể đưa ra mức giá của nó, đó chính là tình người. Cái tình giữa con người với nhau là vô giá, không gì đánh đổi được, không gì so sánh được. Những chuyến xe không đồng. Quê hương là gì hả mẹ, mà sao cô giáo dạy phải yêu. Mỗi một người con khi xa quê, rời xa gia đình thân yêu, di cư đến vùng đất xa lạ để tìm kế sinh nhai, vì cuộc sống mưu sinh. Quê hương luôn là niềm khao khát, mong ước để trở về. Không đâu bằng nhà mình, nơi có thể nói là bình yên nhất, ấm áp nhất, nơi mà dù đi đâu, người ta cũng muốn được tìm về. Mấy tháng nay, những người con xa quê đến Sài Gòn để làm ăn, mắc kẹt lại vì đại dịch, không thể về quê được. Đối diện với việc sinh tử mỗi ngày, nỗi niềm mong nhớ quê nhà càng trở nên da diết. Như một phép màu, những chuyến xe không đồng xuất hiện như cứu tinh, đưa đón người dân về quê, về nhà với cha má. Quê nhà luôn là nơi đầu tiên hiện lên trong tâm thức mỗi người khi phải đối diện với hoàn cảnh nguy khốn. Nếu chỉ còn một ngày để sống, hãy đưa tôi về chốn quê nhà. Những chuyến xe không đồng ấy xuất hiện như Superman giữa đời thường. Ôi sao mà yêu đến lạ. Dù quê của bạn cách Sài Gòn vài trăm hay là đến tận cả ngàn km, thì những chuyên cơ không đồng ấy vẫn đưa bạn về đến nơi an toàn. Con số không ấy, dù có tiền bạn cũng không đổi được đâu. Bên cạnh những chuyến xe đưa người dân tạm xa ngôi nhà thứ hai, Sài Gòn thân yêu, là sự hiện diện của những chuyến xe khác đang len lỏi khắp mọi con hẻm và ngõ ngách của Sài Gòn, đi thăm từng người và đến thăm từng nhà. Chuyến xe ấy chuyên chở cả một bầu trời yêu thương. Bên trong bầu trời ấy là những chiếc túi an sinh, những bó rau, lương thực, thực phẩm để sẻ chia bao điều khốn khó của bà con lúc này. Má Năm ơi, ra đầu hẻm nhận quà. Chú Bảy ơi, mở cửa nhận hàng liền tay ngang. Nội dung của các cuộc điện thoại ngắn ngủi là thế, nhưng bên trong đó chứa đựng biết bao cảm xúc, cảm động, hạnh phúc và đong đầy yêu thương. Tôi gọi những chuyến xe này là chiếc xe cổ tích. Đẹp làm sao, hình ảnh cao cả đó, thần kỳ làm sao, cái tình bên trong đó. Có khi xe chỉ là chiếc ba gác cùi bắp, nói không chừng để ngoài đường cả đêm cũng không lo bị mất. Nhưng ý nghĩa hơi ấm tình người mà chuyến xe chuyên chở còn giá trị hơn rất nhiều so với siêu xe bạc tỷ ngoài kia.
Nếu là bạn, bạn chọn chiếc xe không đồng hay siêu xe bạc tỷ trong mùa dịch này? Đội mai táng không đồng. Lúc nhỏ, có đứa bạn đố tôi một câu: trên đời này có hai thứ khi mua bạn sẽ không thể nào mặc cả, đó là gì? Đáp án là thuốc và quan tài. Lúc đó thơ dại, không hiểu hết ý nghĩa đáp án. Sau này lớn, tôi thấy quả thật không sai. Chẳng ai đi mua thuốc mà kỳ kèo giá cả hết. Đặc biệt, để mua một chiếc quan tài với mục đích lo hậu sự cho một người nằm xuống, ai còn đủ tâm trí mà chê mắt tính rẻ. Dạo gần đây, lướt mạng xã hội, khi thấy thông tin số người tử vong vì Covid, tôi lướt vội, bởi không dám đối diện với sự mất mát này. Dẫu biết rằng vô thường là quy luật bất di bất dịch, đời người có ai không kinh qua sinh lão bệnh tử, nhưng ngày sau sỏi đá còn cần có nhau. Thật sự không thể không nhói lòng trước sự mất mát và ra đi của quá nhiều người. Tang thương nhất là khi trút hơi thở cuối cùng lạnh lẽo trên giường bệnh, chẳng có cơ hội được nhìn mặt người thân lần cuối. Đớn đau này ai thấu được với người ở lại. Trước những nỗi khổ niềm đau đó, tôi tin rằng Bồ Tát đã và đang thị hiện. Và đội mai táng không đồng chính là những người mang theo tấm lòng Bồ Tát ấy. Họ có mặt kịp thời, giúp đỡ và xoa dịu đau thương trong lòng những người kém may mắn. Đội mai táng đến để lo chuyện hậu sự cho nạn nhân không may mất đi mạng sống vì dịch bệnh. Họ đến giúp đỡ người nhà, đưa những người đã ra đi về nơi an nghỉ cuối cùng, lo chu toàn mọi chuyện hậu sự. Chẳng cần có sự quen biết, cũng chẳng cần phải là người thân, người nhà. Và đặc biệt là bạn chẳng cần trả bất kỳ một chi phí nào cả. Vì sao? Đơn giản, vì đó chính là đội mai táng không đồng. Sống ở đời, đúng là bạn phải trả nhiều loại chi phí khác nhau. Giá trị của mỗi món hàng tỷ lệ thuận với mức giá mà bạn phải trả nếu muốn sở hữu nó. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều điều, dù có bỏ thời gian bao lâu, bạn cũng không tài nào định giá được, bởi lẽ nó là vô giá. Con số không đồng, xét về mặt giá cả, nó chẳng hề giá trị, thậm chí đó còn là mệnh giá thấp nhất. Nhưng nhìn ở khía cạnh ý nghĩa, số không đó lại mang giá trị to lớn, vì nó đại diện cho tình người, cái tình cảm bao la, rộng lớn, không biên giới và cũng không có giới hạn. Có thể nói, số không này bao trùm tất cả những điều tươi đẹp và tròn đầy nhất. Trong Phật giáo, triết lý tánh không mang giá trị giác ngộ vô cùng sâu sắc. Nó phá bỏ mọi sự phân biệt có không, đúng sai, phải trái. Số không đại diện cho bản thể chân như đưa về tánh Phật. Mà học Phật là gì? Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Phật Pháp chẳng phải là điều gì đó xa lạ, mà Phật Pháp rất gần gũi. Đó là làm thiện bỏ ác, giữ tâm ý thanh tịnh, tức thì Phật hiện diện. Con số không đồng chẳng phân biệt bất kỳ một ai, dù bạn là ai, giàu sang hay nghèo khó, quen biết hay xa lạ, yêu thương hay ghét bỏ, thì khi bạn đưa tay ra cần giúp đỡ, số không đó đều xem bạn bình đẳng không khác, nắm lấy tay bạn mà san sẻ yêu thương, mà chia ngọt sẻ bùi. Bài dự thi vừa rồi của tác giả Sư Cô Thích Nữ Huệ Như đã được trình bày qua giọng đọc rất truyền cảm của MC Thùy Dương. Xin cảm ơn MC Thùy Dương đã giúp Sư Cô truyền tải bài viết này đến với mọi người. Xin được chúc mừng Sư Cô Thích Nữ Huệ Như.